Để đảm bảo dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò triển khai đúng tiến độ, thời gian qua quận ngũ Hành Sơn đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó đã giải quyết thấu tình đạt lý các chế độ chính sách đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa. Đến nay về cơ bản, đa số hộ dân đã đồng thuận chấp hành chủ trương và bàn giao mặt bằng để dự án thi công. Để dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò triển khai đúng tiến độ, những ngày qua, các đoàn vận động của thành phố cũng như quận ngũ Hành Sơn đã đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có hướng giải quyết nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Phường cũng tiến hành gặp gỡ và cũng phân tích từng cái đối với từng hộ cụ thể, trong đó đối với chính sách đền bù của thành phố và chính sách hỗ trợ thêm và một số cái việc khác thì phường cũng nghiên cứu các cái quy định và giải thích cho người dân, và bên cạnh đó thì phường cũng đề xuất với lại hội đồng để văn hóa của quận để xem xét và đền bù hỗ trợ theo đúng cái chủ trương của thành phố. Riêng mà cái gia đình tôi á là luôn luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của nhà nước, thì đó là một bên hơn nữa là bằng giao mặt bằng trước thời gian quy định. Khu vực Đồng Nò thuộc dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò có tổng diện tích đất thu hồi là 26 ha với 784 hồ sơ đền bù, trong đó có 335 hồ sơ nhà đất thổ cư. Đến nay tại khu vực này đa số các hộ dân đã bàn giao mặt bằng để dự án triển khai. Ngoài việc tổ chức tiếp dân, đối thoại, quận ngũ Hành Sơn đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động đối với 21 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, bao gồm 10 hồ sơ ao tôm và 11 hồ sơ đất nông nghiệp. Đến nay qua vận động đã có 6 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thời gian qua các hộ dân trong vùng dự án đã được quận giải quyết các chính sách về đền bù hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định, đảm bảo thấu tình đạt lý. Triển khai dự án của Đồng Nò trên cơ sở bám sát các phương án phê duyệt đền bù hỗ trợ tái định cư của Ủy ban thành phố đã đạt được những cái kết quả rất quan trọng. Chúng tôi đặt ra là trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác và đúng quy định pháp luật. Đặc biệt chúng tôi quan tâm tới các công tác tuyên truyền vận động và đi đến thực tế từng nhà để nắm được cái kiến nghị của họ để đề xuất với thành phố giải quyết đúng với từng trường hợp hồ sơ. Hiện nay chỉ còn một số trường hợp là nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp thì người ta chưa bàn giao mặt bằng. Đối với những hồ sơ này thì chúng tôi rà soát hết tất cả các pháp lý và giải thích vận động cho người dân về chính sách chủ trương đền bù giải tỏa. Đặc biệt là chúng tôi tiếp dân nhiều lần và đối thoại để làm cho người dân rõ hơn về chính sách đền bù. Và trên cơ sở từng trường hợp, chúng tôi có đề xuất thành phố hỗ trợ thêm ngoài cái chính sách đền bù quy định để cho người dân được có cái cuộc sống đảm bảo sau khi giải tỏa. Hiện nay, công tác tuyên truyền vận động vẫn đang được quận ngũ Hành Sơn tập trung cao điểm để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung. Trường hợp đã được giải quyết đảm bảo theo quy định nhưng vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng, thì quận sẽ tiến hành xử lý hành chính, thu hồi đất theo quy định để đảm bảo tiến độ chung của dự án.